Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Myanmar sẽ là hai đội khởi đầu cho những trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ hai World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Sau gần 2 năm bị tạm hoãn do dịch Covid, đại diện của Đông Nam Á là đội tuyển quốc gia Myanmar sẽ có chuyến hành quân đến Nhật Bản với hy vọng có điểm trước đội bóng được xem là ông kẹ của châu Á, đội tuyển Nhật Bản. Tuy vậy, nhiều khả năng đội tuyển Myanmar sẽ phải đón nhận một trận thua rất đậm. Bởi lẽ, nói gì thì nói, đây vẫn là một trận đấu mà đội tuyển Nhật Bản được đánh giá mạnh hơn rất nhiều cả về phong độ lẫn chất lượng đội hình. Lúc này, đội chủ nhà Nhật Bản đang là đội dẫn đầu sau 5 trận đấu toàn thắng với 15 điểm và hiệu số bàn thắng lên riêng 27. Còn về đội tuyển Myanmar, mặc dù họ cũng đang có màn trình diễn khá ấn tượng bằng 2 chiến thắng trước Mông Cổ và Tajikistan để tạm thời leo lên vị trí thứ 4 tại bảng F, tuy nhiên trận đấu này vẫn là rất khó khăn với đội tuyển Myanmar. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ 20 phút theo giờ Việt Nam ngày 28 tháng 5 năm 2021. Đây là trận đấu sớm nhất của những trận đấu ở loạt trận cuối cùng vòng 2 World Cup năm 2022. Trước trận đấu này, huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản đã dằn mặt đối thủ bằng lời phát biểu: "Tôi muốn nói với các học trò rằng tinh thần trách nhiệm chiến đấu của họ phải được nâng lên cao dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cả phòng ngự lẫn tấn công, mọi thứ phải được hoàn hảo. Ở trận gặp Myanmar hôm nay, chúng tôi sẽ phát huy hết khả năng của mình. Mục tiêu của chúng tôi chắc chắn là một chiến thắng." Trong khi đó, bên phía Myanmar, huấn luyện viên Anthony Hay cũng tuyên bố muốn đánh bại Nhật Bản. Ông nói, Nhật Bản là đội bóng số 1 châu Á và có rất nhiều cầu thủ thuộc đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, tôi rất kỳ vọng vào trận đấu này. Chúng tôi gặp một vài khó khăn về mặt cảm giác khi các cầu thủ đã phải nghỉ thi đấu một thời gian dài, bởi lẽ giải quốc nội đã kết thúc vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, chúng tôi có lợi thế lớn là các cầu thủ Myanmar chưa được nhiều người biết đến nên rất khó để tìm hiểu. Tôi muốn đánh bại Nhật Bản. Vậy kết quả trận đấu này sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem.